Hôm nay cùng Porsche làm chút vitamin C cho tiệc tại nhà với hào nướng phô mai chứ nhỉ. Nguyên liệu hải sản bảo quản trong tủ lạnh Porsche, cứ yên tâm về độ tươi ngon. Bật bếp từ Porsche để làm sốt phô mai. Cho sữa lên đun nhỏ lửa rồi nêm nếm muối, đường. Cho phô mai con bò cười và 200g phô mai mozzarella vào và đảo đều tay hỗn hợp đến khi có thể kéo sợi. Tiếp đến cho mayonnaise và lòng đỏ trứng gà vào sốt. Tiếp tục khuấy đều tới khi hỗn hợp sạch vừa phải là có ngay phần sốt béo ngậy thơm nức mũi. Bếp từ Porsche nấu xong siêu dễ vệ sinh, chỉ cần một lượt lau là sạch bóng. Xếp hào ra khay nướng. Rưới sốt phô mai lên từng con hào, rắc ít phô mai mozzarella cho thêm phần hấp dẫn. Đặt khay hào phô mai vào lò nướng Porsche. Chọn tính năng Hot Air Grilling, đạt 180 độ C trong vòng 7 đến 10 phút. Hào phô mai nướng xong lấy ra thưởng thức ngay. Hào nướng phô mai tan chảy béo ngậy nhưng vẫn rõ vị tươi của hào. Tiệc ở nhà là món này thì ngon còn gì bằng. Tiệc tùng xong cả nhà cứ thoải mái vì đã có máy rửa chén Porsche. Xử lý gọn bằng một nút bấm. Sắm gia dụng Porsche, sống chuẩn chất Đức.